cần phải có cái sự tự tin khéo léo trong giao tiếp để có thể tư vấn cho khách hàng, và bên cạnh đó là phải thuyết phục được khách hàng để họ cảm nhận được về cái sản phẩm của các bạn, cũng như là cảm thấy thuyết phục trước cái cách tư vấn của các bạn. Mình phải được trung thực, vì khi mình trung thực thì khách hàng sẽ tạo được cái lòng tin, và lúc đó mình sẽ mở rộng được rất là nhiều đối tượng khách hàng, và mình sẽ cái lượng khách hàng và thu nhập của mình sẽ tăng dần lên. Công việc của một người làm môi giới là cần phải có sức khỏe, tại vì mình phải đi xa, đi nhiều nơi và xem xét nhiều cái dự án, thì bởi vì sức khỏe là cái ưu tiên hàng đầu để làm trong ngành bất động sản. Cái cơ chất của cái nghề bất động sản này thì đôi lúc mình phải thận trọng và tự lập và tự chủ trong công việc. Phải luôn tìm tòi học hỏi để tư vấn cho khách hàng của mình thực sự một cách rất là đúng đắn thì mới tạo được cái lòng tin, và nhân viên kinh doanh phải luôn cập nhật những cái thông tin, những cái chính sách luật pháp liên quan đến bất động sản. Quan trọng nhất là cái tố chất mà trung thực với khách hàng và trung thực chính với bản thân của mình, đó là cái đạo đức, phải đem lại cho khách hàng những cái gì thực tế nhất. Việc mở rộng kiến thức và thu thập kiến thức và nâng cao kiến thức là vấn đề bắt buộc, là vấn đề tiên quyết là phải có đối với những cái người làm nghề môi giới bất động sản. Đặc biệt những ai quyết định là gì? Ngày càng làm phát triển nghề nghiệp tốt hơn, uy tín hơn, kỹ năng tốt hơn thì phải cố gắng học tập thường xuyên, học tập hàng ngày chẳng hạn. Thế thì cái nghề này là anh muốn là hoạt động cho nó tốt và có kỹ năng á, thì là chúng ta là gì? Điều đầu tiên chúng ta phải trung thực. Tư vấn cho bên bán, tư vấn cho bên mua một cách trung thực và cung cấp những cái thông tin rất tốt và phản ánh đúng về cái bản chất của cái sản phẩm mình định bán. Hồ sơ pháp lý đã hoàn chỉnh chưa? Có quy định, có đúng theo quy định của pháp luật hay không? Đó, chứ không chúng ta không vì mà bằng nội giá để kiếm được cái mức phí hoa hồng, vì vấn đề kiếm được cái lợi nhuận mà chúng ta mất đi cái đạo đức của người làm nghề.